Là chinh phục khách hàng là một cái rất khó. Nguyên tắc của những năm 90 đó là khán giả của mình không dành ra để thử nghiệm. Không có cái thử nghiệm nào giá trị bằng cái việc là cứ phải làm cái đã. Nếu mà mình diễn thử thì không phải là diễn nữa rồi. Để được như ngày hôm nay là chính bởi vì ngày xưa chúng ta đã dám bứt phá. Các bạn có nghĩ như vậy không? Nãy đâu ý tưởng đầu tư vào tiệm cắt tóc lưu động, tới bây giờ là cái xe hoạt động vào rất nhiều trường đại học, và thậm chí cái xe đó đang làm việc cho trạm lịch lãm. Quyết định bắt đầu lên kế hoạch làm nhạc, mình nghĩ ngay cái khoảnh khắc đó đã là một cái sự bứt phá. Mình luôn tin vào một cái việc là phải làm, bứt phá đi. Ngày đó xa không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dẫu lắm thác gành treo leo trên đường xa, vừa gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang. Còn có được thành công đầu tiên là bứt phá, vượt qua khỏi những cái giới hạn của bản thân, kiên trì vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn. Quý vị chỉ cần trả lời đúng câu hỏi sẽ có 10 phần quà cực kỳ hấp dẫn và kèm theo một chiếc Apple Watch đang chờ đợi các vị khán giả may mắn và nhanh tay nhất của Romano.